hello chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh văn thế web trong video ngày hôm nay thì chia sẻ cho các bạn cách chúng ta sử dụng chat gpt kết hợp với lại canva để chúng ta có thể tạo ra những video đăng trên youtube thôi các bạn ha rất là nhiều youtuber trên thế giới họ đã sử dụng cái phần youtube không xuất hiện gương mặt bằng những cái ai như thế này để tạo ra những cái video và ngày hôm nay làm sao để chúng ta ứng dụng được có rất là nhiều bạn thì do một số lý do gì đó các bạn không thể nào mà xuất hiện gương mặt có thể là do công việc của chúng ta và chúng ta còn ngại ngùng hay là một số cái phong cách chúng ta muốn thể hiện là chỉ chạy bằng hình ảnh slider hoặc là chúng ta chỉ dùng những cái văn bản chúng ta xuất hiện trên những cái video trên Youtube thôi. Thì làm sao để tạo được một cái video như vậy để giúp cho chúng ta tiếp cận tới một lượng khách hàng của chúng ta trên Internet để chúng ta kiếm tiền online, để chúng ta bán hàng, để chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân thì video này sẽ giúp các bạn tận dụng cái con chat GPT này để giúp cho chúng ta sử dụng kết hợp với lại Canva làm ra những video cực kỳ đơn giản. À, đặc biệt hơn nữa là trong video này, Thế chia sẻ cho các bạn cách chúng ta sử dụng AI hình ảnh ha các bạn ha. Làm sao khi mà chúng ta gõ một cái chữ ra, ví dụ như là chúng ta gõ một cái dòng chữ như thế này, chúng ta chỉ cần nhấn Enter, ngay lập tức nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái hình ảnh đúng ý của mình. À, thì chúng ta kết hợp vào để sáng tạo ra cái content trên YouTube video short hoặc là video dài cực kỳ nhanh chóng ok chúng ta cùng tìm hiểu và bắt tay vào chúng ta thực hiện rồi rồi quay trở lại đây thì đầu tiên các bạn sẽ mở một cái trình duyệt bất kỳ lên các bạn sẽ di chuyển vào cái trang là chat gpt chúng ta nhấn ok ha các bạn ha nếu một số trường hợp các bạn chưa có tài khoản chat gpt thì các bạn lên youtube gõ vào tạo tài khoản chat gpt văn thế web mình đã có hướng dẫn một video để chúng ta có user password chúng ta login vào rồi ok thì quay trở lại đây khi mà các bạn có một cái tài khoản chat gpt rồi thì Bây giờ chúng ta muốn làm video ngắn về chủ đề nào đó thì chúng ta sẽ lên đây chúng ta yêu cầu chat GPT này gợi ý cho chúng ta Ví dụ như trong khu vực này mình sẽ yêu cầu chat GPT là liệt kê à, liệt kê năm phương pháp kiếm tiền 5 phương pháp kiếm tiền từ YouTube Rồi chúng ta nhấn Enter Mình muốn làm một cái video có chủ đề là năm phương pháp kiếm tiền từ youtube hả các bạn ha thì sau khi mà chúng ta gõ vào như thế này chúng ta yêu cầu chat gpt nó trả lời cho chúng ta thì chúng ta sẽ có được ngay lập tức một cái kịch bản làm sao chúng ta biến cái kịch bản này thành kịch bản một cái video trên youtube là lúc đó chúng ta thành công rồi thì mình sẽ mở một số video trên YouTube cho các bạn xem thử ở Việt Nam cũng như quốc tế thì có rất là nhiều cái kênh họ làm như thế này rất là thành công. Có thể sử dụng là Canva hoặc là một số cái phần mềm tương tự để chúng ta tạo ra video. Tuy nhiên không cần xuất hiện gương mặt ha, các bạn ha. Thì các bạn thường hay xem cái kênh Web 5 ngày đúng không? À thì mình thấy cái kênh này không có sử dụng cái phần hình ảnh xuất hiện của con người gì hết, chỉ sử dụng những cái đồ họa chạy thôi. Và cái kênh này họ rất là phát triển ha các bạn ha. Thì quan trọng là cái content bên trong chúng ta chia sẻ như thế nào nếu mà mỗi người chúng ta có cái thế mạnh gì đó thì chúng ta đem ra đây chúng ta chia sẻ là ok không nhất thiết chúng ta phải xuất hiện gương mặt hả các bạn à ở Việt Nam chúng ta là có những cái kênh như thế này rồi rồi ngoài ra còn rất là nhiều cái kênh YouTube bên nước ngoài hoặc là ở Việt Nam mình không có xuất hiện những cái gương mặt nhưng mà họ làm rất là thành công hả các bạn ha trong những cái kênh họ toàn là sử dụng những cái hình ảnh như vậy để họ tạo ra ha các bạn đó thì quay trở lại đây thì các bạn thấy ngay lập tức chat GPT nó đã gợi ý cho chúng ta 5 phương pháp kiếm tiền từ YouTube. Thứ nhất là kiếm tiền từ AdSense, thứ hai là kiếm tiền từ tài trợ sản phẩm, thứ ba là bán sản phẩm hoặc dịch vụ, thứ tư là kiếm tiền từ à, Patreon gì đây, thứ năm là bán quảng cáo trực tiếp thôi các bạn ha. Thì đây là năm cái cách mà thằng à, ChatGPT nó gợi ý cho chúng ta. Rồi ok, thì ở đây các bạn sẽ thấy nó sinh ra 5 cái phần kết quả như thế này. Bây giờ các bạn sẽ mở một cái tab mới, các bạn gõ vào Google shit giúp mình, Google à Sheet. Chúng ta truy cập vào đây. Rồi các bạn bấm vào Chúng ta sẽ truy cập tới phần sheet của chúng ta Ok chưa Ở trong khu vực này các bạn sẽ gõ 5 cái tiêu đề đầu tiên vào Ví dụ như ở đây mình muốn lấy là quảng cáo AdSense Đó chúng ta copy bỏ vào đây Ok chưa Thứ hai là tài trợ sản phẩm Rồi Thứ ba là bán sản phẩm hoặc là dịch vụ Chúng ta bỏ vào Rồi thứ tư là cộng đồng gì đó à, cái thằng này mình thấy nó không phù hợp lắm thì mình sẽ thay thế cái cộng đồng gì đây thành cái chỗ là kiếm tiền từ tiếp thị liên kết đi tiếp thị liên kết đó ok chưa bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái cuối cùng là bán quảng cáo trực tiếp gì đó nè à chúng ta copy bỏ vào đây rồi ok bây giờ mình sẽ cho cái phong chữ này nó lên một chút đi mình cho nó lên ở 15 đi cho dễ nhìn rồi các bạn giãn nó ra mình đặt cho đây là một cái tên là lit 5 À, ứng dụng rồi ok chưa rồi trong khu vực này chúng ta đã có được năm cái rồi hả các bạn ha thì các bạn thêm một cái hàng đầu tiên nữa mình sẽ chàng thêm một cái cột lên trên mình sẽ gõ đây là à, 5 ứng dụng mình đặt cho nó cái tên là 5 ứng dụng rồi ok chưa à như vậy là xong bây giờ chúng ta bấm vào cái chữ tệp chúng ta tải cái file này xuống tải file xuống chúng ta chọn ở đây là csv rồi mình đặt cho nó một cái tên sau đó chúng ta bấm vào nút lưu rồi mình đặt cho nó một cái tên sau đó mình bấm vào cái nút lưu tải xuống hả các bạn ha Ok sau khi chúng ta đã tải file này về rồi thì các bạn mở một tab mới lên Các bạn di chuyển vào cái đường dẫn là Canva và cái đường dẫn mình có để phía dưới của mô tải YouTube hả các bạn ha Rồi các bạn di chuyển vào đây các bạn đăng ký luôn cái bản Pro miễn phí 30 ngày hả các bạn ha để chúng ta sử dụng tất cả những tính năng nâng cao của cái thằng Canva này. Thì vào bên trong này các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều chức năng. Bây giờ chúng ta nhìn phía trên này nè, thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái phần video Chúng ta kích vào đây Khi mà chúng ta kích vào thì nó ra rất là nhiều cái loại video Bây giờ chúng ta muốn làm video trên di động Thì chúng ta kích vào cái khu vực này Đấy Ok Thì bên phía tay trái của chúng ta nó có rất là nhiều cái loại video Và chúng ta sẽ tìm kiếm cho nó phù hợp với lại cái phong cách của chúng ta ha các bạn ha Ở khu vực này nó có rất là nhiều cái mẫu cho chúng ta sử dụng Thì các bạn có thể kéo qua một lượt Các bạn xem cái mẫu nào mà các bạn thích nhất Thì chúng ta có thể sử dụng ha đó à, ở trong này nó có rất là nhiều mẫu nè ha à, thì các bạn thích mẫu nào thì chúng ta lựa chọn mẫu đó rồi ok bây giờ mình thích một cái mẫu như thế này đúng không các bạn ha à, mình sẽ kích vào khu vực này rồi mình sẽ lấy cái mẫu này mình lôi ra đây kéo thả vào bên đây khi mà chúng ta đã có một cái file excel rồi á thì các bạn sẽ kích vào một cái chữ bất kỳ ở trong này nếu trường hợp không có chữ đúng không thì chúng ta sẽ gõ vào cái chữ văn bản ở đây các bạn bấm vào cái chữ là thêm tiêu đề phụ à khu vực này sau đó các bạn sẽ kéo xuống phía dưới này nó sẽ có một cái chỗ nữa là tạo hàng lọt rồi đến cái khu vực này các bạn sẽ nhìn thấy một cái chữ là tải tệp CSV lên thì các bạn sẽ click cái thằng này lên ở đây nó có phần tiêu đề phụ chúng ta muốn update tự động thì chúng ta bấm vào kết nối ở đây nó có chữ là năm ứng dụng các bạn kích vào sau đó chúng ta bấm vào nút tiếp tục nó sẽ sinh ra chúng ta một hai ba bốn năm chúng ta bấm vào tạo năm trang rồi các bạn đợi cho nó chạy ngay lập tức nó sẽ đẩy ra một cái tab mới và nó sẽ xuất hiện cho chúng ta năm cái phần title này cực kỳ nhanh các bạn thấy chưa rồi đó chính là cái yếu tố mà chúng ta kết hợp canva với lại cái phần à cái phần chat gpt nó cực kỳ nhanh bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thêm một cái phần nữa mà nó rất là độc đáo ở trong khu vực này các bạn sẽ nhìn thấy một cái chữ là test to email trường hợp các bạn không nhìn thấy các bạn kéo phía dưới này chúng ta bấm vào cái chữ là ứng dụng ở đây rồi nó sẽ có một cái chữ là test to email các bạn kích vào Bây giờ các bạn muốn sử dụng cái con AI này viết một cái tấm ảnh nào, vẽ một tấm ảnh này cho các bạn Hãy nhập một cái tiêu đề vào Thì nó có tên là test to May Thì cái thằng này nó có mục đích là biến cái chữ của chúng ta thành một cái, thành một cái tấm hình Mình sẽ gõ là à người đàn ông đang à, gõ bàn phím Đúng không các bạn? Người đàn ông đang gõ bàn phím, chúng ta nhấn Enter Mình muốn lòng một tấm hình là một người đàn ông đang, đang gõ bàn phím nó sẽ gợi ý ngay lập tức cho chúng ta là bốn tấm ảnh ngay chỗ này các bạn đợi trong giây lát ok các bạn thấy chưa nó sẽ gợi ý cho chúng ta và ai nó tự vẽ ra cho chúng ta à mình thấy tấm nào phù hợp thì mình kích vào đây bây giờ mình muốn lòng một cái khung cho nó đẹp thì các bạn di chuyển vào cái khu vực đây chúng ta kéo lên phía trên có một cái chữ thành phần các bạn gõ vào cái khung rồi các bạn kéo phía dưới này nó có cái phần khung này nè à, rất là nhiều loại khung ha các bạn ha rồi mình muốn lấy cái gì cho nó cách tăng một tí nha, đó mình tìm một cái khung cho nó cách tăng một tí nè, à khung này cho nó cách tăng một tí ha, chứ khung kia nó nó thô quá đây, ví dụ khung này đây, các bạn kéo phía dưới này, các bạn muốn cái tấm hình này vào đúng không? thì các bạn kéo thả vào đây, đó ngay lập tức nó sẽ chạy vào đây cho chúng ta, các bạn hiểu chưa? à ngay lập tức nó sẽ chạy vào đây cho chúng ta rất là nhanh chóng, đó, rồi các bạn kéo cái chữ này xuống nè, à dời cái thằng này lên, Đó làm sao cho nó phù hợp là ok thì như vậy chúng ta đã có một cái video đầu tiên rất là nhanh chúng ta di chuyển vào tấm thứ hai là tài trợ sản phẩm thì mình ở đây mình sẽ di chuyển vào cái mục là test to email mình sẽ gõ lại cái chỗ này một cái chữ mới ha à, tài trợ sản phẩm mình gõ vào là à, cô gái hoặc là nữ à, nữ nhân viên bán hàng à, online đi chúng ta nhấn tạo thêm mình muốn để cái chỗ này là một cô gái bán hàng online À, các bạn ha để cho cái khung ảnh nó trở nên hấp dẫn hơn rồi các bạn để cho nó chạy ra đó các bạn thấy chưa đây là một cô gái bán hàng online rồi các bạn kích vào chỗ này à đó các bạn muốn gắn đâu các bạn gắn chúng ta làm tương tự như vậy cho tất cả mọi slide của chúng ta rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển cảnh ở chính giữa này nó sẽ có một cái biểu tượng là chuyển cảnh ở dưới này các bạn kích vào giúp mình rồi trong này nó có rất là nhiều cái loại chuyển cảnh các bạn bấm vào cái nút được Bây giờ các bạn muốn trượt cái loại nào từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. À, như thế này, đúng không? Rồi, gạt màu gì đó. À, chúng ta có thể chọn màu ở đây. Rồi, ok chưa? Bây giờ mình muốn áp dụng cái hiệu ứng này cho toàn bộ trang thì chúng ta kích vào đây là nó rất là nhanh hả các bạn ha? Rồi, bây giờ chúng ta xem thử. Đó, các bạn thấy chưa? Quảng cáo sen rồi tiếp tục. À, nó chạy qua cái hiệu ứng thứ hai. Trường hợp mà các bạn muốn cho cái khung ảnh này nó ngắn lại thì các bạn có thể kích vào từng video. 4.5 giây mình gõ lại là 4 giây thôi à, Mình gõ ở đây là 4 giây Đây mình sẽ kích vào còn lại 4 giây Rồi ok Tương tự như thế này các bạn có thể làm toàn bộ video ngắn cực kỳ nhanh Sau đó chúng ta xuất ra Tuy nhiên cái thằng này nó chỉ mang tính chất là giới thiệu về một cái phần à, hình ảnh thôi Còn muốn gắn một cái âm thanh vào thì các bạn có thể di chuyển qua cái khu vực này chúng ta có thể vào cái trang của Library Music đó các bạn ha cái đường link mình có để phía dưới các bạn nhớ khi mà chúng ta sử dụng cái video đăng lên trên YouTube thì âm thanh của chúng ta cần phải sử dụng của YouTube hoặc là mua bản quyền để tránh trường hợp bị bắt bản quyền hả các bạn ha rồi các bạn tải lên đây sau đó các bạn phải có cái phần âm thanh ví dụ như à đây là một cái file mà mình thu âm sẵn các bạn thu âm sẵn các bạn muốn đưa lên để cho nó chạy đúng cái cái nội dung mà chúng ta muốn đưa lên đây à thì các bạn có thể đó đưa lên đây cho nó phù hợp các bạn hiểu không? Đưa rồi là có những cái đoạn mà chúng ta muốn cắt bỏ đi thì các bạn chỉ cần tách cái file này ra đó cắt bỏ cái đoạn này đi à đây là cái file âm thanh mà mình đã thu âm từ phía dưới máy các bạn ha các bạn có thể sử dụng những cái phần mềm thu âm để chúng ta có thể tạo ra những cái file thu âm cho nó phù hợp rồi đó các bạn có thể lồng ghép vào cái chỗ này rồi ok hiểu ý chưa rồi các bạn đó các bạn thấy nó chạy nè à mình sẽ mở âm thanh lên Bây giờ, mình sẽ bây giờ mình sẽ mở cái phần súp của mình lên đó anh hiểu không đó chính là cái phần thì cái file âm thanh này nó có thể rất là nhiều loại một là các bạn lồng nhạc vào nè hai là các bạn có thể là lồng cái file thu âm của chúng ta chúng ta bỏ vào đây các bạn có thể vừa bỏ nhạc vừa bỏ file âm thanh của các bạn vào đây mình sẽ không bật ngay lên để tránh trường hợp bản quyền hả các bạn ha đó thì bây giờ khi mà chúng ta đã hoàn thiện một cái file như thế này rồi thì chúng ta sẽ xuất nó ra các bạn sẽ bấm vào đây có một cái chữ chia sẻ rồi các bạn sẽ bấm vào tải xuống nó sẽ có một cái đuôi là mp 4 nó đề xuất cho mình rồi. Sau đó chúng ta bấm vào tải xuống ở đây. Một cái bạn lưu ý, một cái video ngắn á, các bạn nên làm á, cái thời lượng á, dưới một phút thôi các bạn ha. Ở trên tiktok nó có thể đăng nhiều hơn nhưng mà làm dưới một phút tỷ lệ người ta coi hết cái video của các bạn rất là cao. Nên do đó các bạn làm vừa phải thôi, đừng dài quá. Ok, sau khi nó xuất ra thành công thì các bạn mở lên các bạn xem lại. chỗ này. À, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ à, Đây là một cái video nó có một cái khuôn kích thước đúng với lại kích thước của mobile. Thì như vậy thôi thì các bạn đã biết cái cách kết hợp giữa chat GPT và Canva để tạo ra cái video cực kỳ nhanh. Chúng ta không phải là à, sử dụng trên di động nữa thôi các bạn ha. Như vậy là trong video này Thế đã chia sẻ cho các bạn cách chúng ta kết hợp giữa chat GPT và Canva để tạo ra một video rất là đơn giản. Hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn tận dụng được Canva và chúng ta sáng tạo nhiều video hơn để chúng ta kiếm tiền, để chúng ta phát triển thương hiệu, để chúng ta PR quảng cáo trên Youtube xin chào và xin gặp lại các bạn trong những video tiếp theo đừng quên đăng ký kênh của mình để nhận được những thủ thuật về chat gpt về cách kiếm tiền online và nếu các bạn có nhu cầu học một cái khóa quá trình 11 để kiếm tiền online để thiết kế web hoặc là chúng ta muốn làm seo hoặc là youtube thì hãy liên hệ với mình thì bên mình có cái dịch vụ quá trình 11 mình sẽ hướng dẫn từng người để chúng ta có kiến thức sâu hơn trong quá trình chúng ta làm việc hả các bạn ha xin chào và xin gặp lại các bạn trong những video tiếp theo xin cảm ơn